Các bạn đang nghe truyện gia tộc Cuộc Khởi từ Làm Gia Gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 253, ngươi có tu vi gì? Còn tu vi của hắn là hậu thiên tầng 4. Hơn nữa vừa rồi Dương Chính Sơn dùng thương đè lên vai hắn, tuy hắn cảm thấy áp lực nhưng không cho rằng mình không có sức phản kháng. Vì vậy hắn mới cho rằng mình có tư cách đối đầu với Dương Chính Sơn. Nhưng kết quả thì sao? Dương Chính Sơn chỉ vung trường thương, quất hắn một cú, hắn đã hoàn toàn bại trận. Bắt hắn lại, Dương Chính Sơn căn bản không nói nhảm với hắn, trực tiếp ra hiệu cho Tống Đại Sơn phía sau. Tống Đại Sơn nhảy xuống ngựa, sải bước đến trước mặt Từ Vạn Phúc. Cút ra! Từ Vạn Phúc giãy giụa. Nhưng hắn bị Dương Chính Sơn quất một thương, vai trái và cánh tay trái đã hoàn toàn mất cảm giác, căn bản không thể giãy khỏi sự khống chế của Tống Đại Sơn. Tống Đại Sơn cũng không khách sáo, thấy hắn giãy giụa, trực tiếp bẻ trật khớp cánh tay trái của hắn. Ngoan ngoãn chút đi, nếu không ta giết chết ngươi. Sau đó, Tống Đại Sơn trực tiếp bịt miệng Từ Vạn Phúc, cùng hai tên lính kéo Từ Vạn Phúc sang một bên. Cảnh tượng này lọt vào mắt một tướng sĩ xung quanh, khiến trái tim của tất cả tướng sĩ đều treo lơ lửng. Đặc biệt là Hứa Lộc, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng. Từ Vạn Phúc xong đời rồi, vậy thì người tiếp theo có phải là hắn không? Hắn nghĩ không sai, người tiếp theo Dương Chính Sơn muốn xử lý chính là hắn. Hứa bả tổng, giọng nói bình tĩnh lại một lần nữa vang lên, Hứa Lộc run rẩy cả người, hạ quan có mặt, Từ thiên tổng có tội không? Dương Chính Sơn hỏi. Hứa Lộc cúi đầu, liếc nhìn Từ Vạn Phúc đang bị áp giải ở góc tường, có tội, tội gì? Dương Chính Sơn tiếp tục hỏi. Hứa Lộc do dự một chút, nói, Từ Vạn Phúc, hắn ấp úng, mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Cũng ngay lúc này, bên ngoài thành quan đồn vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dương Chính Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc chiến bào uyên ương dẫn theo gần trăm lính nhanh chân đi tới. Nhưng bọn họ còn chưa vào cửa đã bị lính của Dương Chính Sơn chặn lại. Bả tổng thủ bị doanh Hàn Thừa bái kiến thủ bị đại nhân, người tới chính là một bả tổng khác của thủ bị doanh Hàn Thừa. Hàn Thừa đứng ngoài thành quan đồn chắp tay thi lễ, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy tình hình trong thành quan đồn nhưng không thấy Từ Vạn Phúc, điều này khiến hắn có chút không nắm rõ tình hình. Cho bọn họ vào đi, sắc mặt Dương Chính Sơn vẫn bình tĩnh. Thủ bị doanh có hai bả tổng, gần 1.000 lính, mà hiện tại chỉ có 300 người trong thành quan, 700 người còn lại đều phân tán ở khắp nơi trong thành. Bây giờ Hàn Thừa lại dẫn theo hơn 100 lính, cũng chỉ mới hơn 400 người mà thôi. Đi, thông báo cho tất cả lính đến tập hợp, Dương Chính Sơn lại ra lệnh cho lính bên cạnh. Nếu đã bắt được Từ Vạn Phúc, vậy thì tiếp theo hắn phải hoàn toàn nắm giữ thủ bị doanh. Thủ bị doanh này còn bao nhiêu người có thể dùng, phải sàng lọc mới biết được. Theo lệnh của Dương Chính Sơn, 10 lính cưỡi ngựa xông ra khỏi thành quan đồn. Dương Chính Sơn không quan tâm đến lính trong sân tập, sải bước vào chính đường. Chu nhân cũng khá thức thời, lập tức gọi người pha trà cho Dương Chính Sơn. Trong chính đường, Dương Chính Sơn bình tĩnh uống trà. Trên sân tập, Hàn Thừa và Hứa Lộc nhìn nhau, rồi lại nhìn Từ Vạn Phúc đang bị áp giải ở góc tường, im lặng đứng trước đám lính. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, các tướng sĩ của thủ bị doanh phân tán khắp thành đều lần lượt đến. Đứng nghiêm. Kẻ nào dám làm loạn, chém, kẻ nào dám làm loạn, chém. Tống Đại Sơn dẫn theo hơn 10 lính tuần tra xung quanh sân tập, đối mặt với ngày càng nhiều lính, bọn họ không hề sợ hãi, ngược lại còn quát lạnh lùng. Rất nhanh, sân tập đã chật ních binh lính nhưng bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh, những lính vừa trở về rất rõ ràng là nhận ra tình hình không ổn nhưng bọn họ không làm gì, chỉ ngoan ngoãn xếp hàng đứng trong gió lạnh. Không biết từ lúc nào trời đã âm u, gió lạnh thấu xương bao trùm toàn bộ Châu Thành An Nguyên. Mà trong Châu Thành vì hành động của Dương Chính Sơn đã làm kinh động không ít người. Tây Thành, trong một tiểu viện không mấy nổi bật. Lương Vinh vội vã bước vào cửa viện, đi đến nhà chính tối tăm. Thưa tiên sinh, trong nhà chính, nam tử áo xanh cau mày, hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Dương Chính Sơn đã đến thành quan đồn bắt Từ Vạn Phúc. Lương Vinh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Nam tử áo xanh hơi đổi sắc mặt, tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng vừa dứt lời, hắn ta lập tức hiểu ra. Tại sao Dương Chính Sơn lại làm như vậy? Chẳng phải là chuyện rất rõ ràng ư? bất luận là ai cũng không muốn bị cấp dưới chèn ép, Từ Vạn Phúc nắm giữ thủ bị doanh, Dương Chính Sơn tự nhiên không thể dung thứ. Hắn ta chỉ bắt Từ Vạn Phúc thôi ư? Nam tử áo xanh lại hỏi. Lương Vinh do dự một chút, mới nói, hiện tại xem ra hắn ta chỉ nhắm vào Từ Vạn Phúc. Nam tử áo xanh nhíu mày, chìm vào suy tư, hồi lâu mới lại nói, có phải hắn ta phát hiện ra điều gì không? Chắc không đâu. Lương Vinh nói, chúng ta không động tay động chân gì ở thủ bị quan sảnh, hắn ta không thể phát hiện ra mới đúng. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Thỏ không ăn cỏ gần hang, lúc trước để che giấu Tào Hàm, bọn họ cố ý không dùng danh nghĩa thủ bị quan sảnh để làm bất cứ chuyện gì. Còn về thủ bị doanh, nhiều nhất cũng chỉ là thu bạc rồi cho đi, chứ không thực sự nhúng tay vào. Đương nhiên, dù là Tào Hàm hay Từ Vạn Phúc đều là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển vật tư của bọn họ, cho nên thủ bị quan sảnh không tham gia vào, nhưng Tào Hàm và Từ Vạn Phúc đều có tham gia. Nam tử áo xanh cũng cảm thấy Dương Chính Sơn không thể phát hiện ra vấn đề ở thủ bị quan sảnh, hắn khẽ gật đầu. Ngươi sắp xếp người tiếp tục theo dõi, hy vọng hắn không nhắm vào chúng ta, vậy Từ Vạn Phúc thì sao? Lương Vinh hỏi. Trong mắt nam tử áo xanh lóe lên một tia dữ tợn, nói, ta sẽ sắp xếp người xử lý hắn. Nếu như Dương Chính Sơn đã ra tay, vậy thì Từ Vạn Phúc chắc chắn không giữ được. Còn về việc nên đối xử với Dương Chính Sơn như thế nào, hắn vẫn muốn tiếp tục kéo Dương Chính Sơn vào phe mình. Bọn họ không thể vì bảo vệ Từ Vạn Phúc mà nhắm vào Dương Chính Sơn, đối với bọn họ, không có gì quan trọng hơn việc làm ăn với hồ tộc. Đương nhiên, nếu Dương Chính Sơn không chấp nhận sự lôi kéo của bọn họ, vậy thì bọn họ cũng sẽ ra tay với Dương Chính Sơn. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc ra tay với Dương Chính Sơn, bọn họ không muốn làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Từ Vạn Phúc trở thành quân cờ bị bỏ đi, Lương Vinh không cảm thấy bất ngờ. Thuộc hạ lập tức sắp xếp người đi theo dõi Dương Chính Sơn. Nếu không có tình huống gì khác, vậy sáng sớm mai ngươi hãy đi bái phỏng Dương Chính Sơn, thử lôi kéo hắn vào phe chúng ta. Nam tử áo xanh nói. Vậy, Lương Vinh do dự một chút, hỏi, chúng ta cho hắn ta mấy phần lợi? Nam tử áo xanh trầm ngâm một lát, nói, không được quá 2 phần, nếu Dương Chính Sơn có thể nắm giữ thủ bị doanh, vậy thì bọn họ muốn vận chuyển vật tư không thể thiếu sự phối hợp của Dương Chính Sơn. Trước đây Tào Hàm lấy 1,5 phần, Từ Vạn Phúc lấy nửa phần, nếu 2 người này đều không còn thì hắn không ngại cho Dương Chính Sơn 2 phần. Lương Vinh đáp lại, rồi đi xuống sắp xếp người. Trong thành Quan Đồn, các tướng sĩ của thủ bị doanh đều đã tập hợp đông đủ. Đại nhân, người đã đến đông đủ rồi à? Tống Đại Sơn bước vào chính đường bẩm báo. Dương Chính Sơn vuốt râu gật đầu, nói, ngươi đi đóng chặt cổng lớn, canh giữ cổng, không được để bất kỳ ai rời đi. Vâng. Tống Đại Sơn đáp. Rất nhanh, cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai rồi đóng lại. Tống Đại Sơn dẫn theo 10 tên lính cưỡi ngựa đứng sau cổng lớn, dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn gần 1000 binh lính trong sân tập. Sân tập của thành Quan Đồn không lớn, gần 1000 lính đứng trong đó trông có vẻ hơi chật chội. Nhưng lúc này không ai quan tâm đến việc chật chội hay không, phần lớn bọn họ đều lo lắng nhìn về phía chính đường, như thể đang chờ đợi phán quyết vậy. Không đúng, không phải như thể mà là bọn họ thật sự đang chờ đợi phán quyết. Dẫn Hứa Bả Tổng và Hàng Bả Tổng vào, Dương Chính Sơn ra lệnh cho tên lính bên cạnh. Lúc này Từ Vạn Phúc đã bị áp giải đến chính đường, bị trói chặt vào cột trong chính đường, miệng nhét một miếng vải rách. Khác với vẻ khinh thường và điên cuồng trước đó, lúc này Từ Vạn Phúc hoàn toàn chìm trong sự suy sụp, như thể toàn bộ tinh thần của hắn đã tiêu tan, cả người trở nên mơ màng. Rất nhanh, Hứa Lộc và Hàn Thừa đã bị áp giải đến. Hạ quan bái kiến thủ bị đại nhân, 2 người lo lắng chắp tay hành lễ. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy một cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh lật ra xem. Cuốn sổ nhỏ này chính là cuốn mà Vệ Sầm đã đưa cho hắn, trên đó ghi chép thông tin của tất cả những nhân vật có tiếng tăm trong thành, trong đó đương nhiên có Hứa Lộc và Hàn Thừa. Mặc dù trên đó không ghi chép tội trạng của 2 người này, nhưng từ thông tin của bọn họ cũng có thể thấy được không ít điều. Hứa Lộc, ngươi đã biết tội của mình chưa? Dương Chính Sơn nhướng mắt hỏi. Hứa Lộc nghe vậy, chỉ thấy 2 chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Vừa nãy Dương Chính Sơn cũng hỏi Từ Vạn Phúc như vậy. Hạ quan oan uổng. Hứa Lộc nhất thời không biết phải nói gì, trực tiếp kêu oan. Oan uổng? Dương Chính Sơn cười nói, gia đình ngươi ở trong một ngôi nhà 3 gian, nuôi 4 phòng thiếp, có 12 đứa con, chật chật, đúng là một đại gia đình, ta rất tò mò ngươi nuôi sống đại gia đình này bằng cách nào, tổ tiên ngươi chỉ là một quân hộ bình thường, đến đời ngươi mới nhậm chức bách hộ, đừng nói rằng ngôi nhà đó là do tổ tiên ngươi truyền lại. Thông tin trong sổ sách rất nhiều, bao gồm cả việc tổ tiên của Hứa Lộc làm gì, Hứa Lộc trở thành võ giả vào lúc nào và khi nào thì nhậm chức bả tổng. Nhưng về nguồn thu nhập của Hứa Lộc, trên đó lại không đề cập đến. Nhưng điều này không quan trọng, chỉ dựa vào bổng lộc của bách hộ bả tổng thì tuyệt đối không nuôi nổi 4 phòng thiếp. Nuôi thiếp rất tốn kém, ăn mặc ở đi lại đều không được quá kém. Nếu theo ngươi chịu khổ thì tại sao người ta lại làm thiếp cho ngươi, người ta làm chính thê không tốt hơn ư? Nếu Hứa Lộc chỉ có 1 phòng thiếp, Dương Chính Sơn sẽ không thấy lạ, nhưng tên này lại có thể có 4 phòng thiếp. Điều này thực sự khiến người ta ghen tị, không đúng, là căm ghét. Tên tham quan này chắc chắn đã cướp ép dân nữ lương thiện làm thiếp. Hứa Lộc mặt cắt không còn giọt máu, không nói nên lời. Hắn là thân tín của Từ Vạn Phúc, Từ Vạn Phúc đã xong đời, hắn đương nhiên không thoát được. Hắn rất hiểu, bây giờ dù hắn có nói gì cũng vô ích. Còn phản kháng, có ý nghĩa gì không? Dương Chính Sơn liếc hắn rồi quay sang nhìn Hàn Thừa, hỏi, Hàn bả tổng, ngươi có cho rằng hắn có tội không? Hàn Thừa cúi đầu, im lặng một lát mới nói, có, tội gì, hại đồng liêu. Hàn Thừa nói. Dương Chính Sơn nhướng mày, nói rõ hơn. Hàn Thừa ngẩng đầu nhìn Hứa Lộc bên cạnh, nói, ngày 18 tháng 4 năm Thừa Bình thứ 19, Hứa Lộc vì muốn thăng chức bả tổng, đã phục kích giết chết bách hộ bả tổng đương nhiệm Ninh Triều ở ngoài thành 20 dặm. Việc này Từ Vạn Phúc cũng có tham gia, chính hắn là người phái Ninh Triều đi. Ồ, ngươi có quan hệ gì với vị Ninh bách hộ này? Dương Chính Sơn mỉm cười. Hơn 20 năm trước, Ninh Triều từng cứu mạng hạ quan trong trận chiến Hắc Vân Sơn. Hàn Thừa nói. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu. Trận chiến Hắc Vân Sơn, nguyên thân đã từng tham gia, Hàn Thừa lớn tuổi hơn hắn, tham gia trận chiến Hắc Vân Sơn cũng là chuyện bình thường. Ngay bụng này cũng giống như mối quan hệ của nguyên thân với Lưu Châu, cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường, tình huynh đệ này không phải là sâu sắc bình thường. Còn về việc tại sao Hàn Thừa trước đây không báo thù cho huynh đệ vào sinh ra tử của mình. Dương Chính Sơn liếc nhìn cuốn sách trong tay. Hàn Thừa có mẹ già, có vợ con, hắn không thể vì báo thù cho huynh đệ vào sinh ra tử của mình mà mặc kệ sự sống chết của mẹ già và vợ con. Vì mẹ già và vợ con, hắn không những không thể báo thù cho huynh đệ vào sinh ra tử, mà còn phải phản bội lời hứa, đầu quân cho Từ Vạn Phúc, để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Theo thông tin trên sổ sách, gia cảnh của Hàn Thừa cũng coi như khá giả nhưng không phô trương như Hứa Lộc, cũng không có thiếp thất. Muốn báo thù không? Dương Chính Sơn hỏi. Muốn. Trong mắt Hàn Thừa lộ rõ vẻ căm hận. Dương Chính Sơn gật đầu, Hàn Thừa này là người mà hắn đã sớm muốn kéo về phe mình. Mặc dù những năm gần đây Hàn Thừa cũng cấu kết với Từ Vạn Phúc nhưng hắn hẳn là không làm gì quá tàn ác. Hoàn cảnh gia đình của một người có thể thể hiện rất nhiều điều. Nếu gia đình hạnh phúc mỹ mãn thì nhân phẩm của người đó hẳn sẽ không quá tệ. Hàn Thừa rất hiếu thuận, cũng không có thiếp thất, đối với con cái cũng rất thương yêu, những tình huống này chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được. Chỉ dựa vào những điều này cũng có thể thấy Hàn Thừa không phải là người vô tình vô nghĩa. Vậy ta cho ngươi một cơ hội, chọn ra tất cả những người của chúng, sau đó ta sẽ đưa chúng lên đoạn đầu đài. Dương Chính Sơn nhẹ giọng nói. Muốn thanh trừ sạch sẽ thế lực của Từ Vạn Phúc trong thủ bị doanh thì phải có một người hiểu rõ Từ Vạn Phúc. Hàn Thừa chính là người thích hợp nhất. Hạ quan tuân lệnh. Hàn Thừa không chút do dự, quay người bước ra khỏi chính đường. Hàn Thừa. Hứa Lộc vội vàng lên tiếng. Câm miệng, Dương Chính Sơn quát lạnh một tiếng, đồng thời chén trà trong tay đột ngột bay ra. Tiếng sấm trầm đục vang vọng khắp chính đường, nước trà ấm áp bắn tung tóe. Chiếc chén trà nhỏ như một quả tạ nặng nề rơi trúng ngực Hứa Lộc. Phục, một nguồn máu từ miệng và mũi phun ra, cả người Hứa Lộc lùi về phía sau 2-3 mét. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hàn Thừa khựng lại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Chén trà, chỉ ném một chén trà mà có thể đánh Hứa Lộc trọng thương. Rốt cuộc tu vi của hắn cao đến mức nào, thực lực mạnh đến đâu. Trong lòng Hàn Thừa rung lên, bước nhanh rời đi. Lúc này, trong lòng hắn không chỉ nghĩ đến việc báo thù cho huynh đệ vào sinh ra tử, mà còn muốn sống sót, muốn để người nhà của mình sống sót. Từ Vạn Phúc và Hứa Lộc chỉ có con đường chết, hắn đương nhiên không thể cùng bọn họ đi đến cùng. hắn phải được Dương Chính Sơn tha thứ, tốt nhất là có thể chiếm được lòng tin của Dương Chính Sơn. Còn về việc thực lực của Dương Chính Sơn mạnh đến mức nào, thật ra cũng không đến nỗi quá khoa trương. Sức mạnh của hắn vốn đã vượt xa các võ giả cùng cấp, thêm vào đó, trong thời gian này, hắn vẫn luôn tu luyện thiên cơ thủ, dùng quyền ngưu kình thi triển thiên cơ thủ, uy lực của chén trà này có thể tưởng tượng được. Đừng nói là Hứa Lộc, ngay cả Từ Vạn Phúc cũng không đỡ nổi chén trà này. Hàn Thừa đến sân tập nhưng hắn không lập tức lôi những kẻ thân tín của Từ Vạn Phúc ra, mà trước tiên tìm đến thuộc hạ của mình. Năm nay hắn đã 48 tuổi, hắn vốn là quân hộ xuất thân từ đồn điền xung quanh Châu Thành An Nguyên. Hắn hiểu rõ từng đồn điền trực thuộc thủ bị quan sảnh, hiểu rõ từng sĩ tốt trong thủ bị doanh, hiểu rõ mọi thứ ở đây. Để hắn chọn ra những kẻ thân tín của Từ Vạn Phúc, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng trước khi chọn người, hắn phải ngăn chặn kẻ nào đó liều lĩnh. Dù cửa lớn có Tống Đại Sơn canh giữ nhưng hắn vẫn phải đề phòng vạn nhất, đồng thời dùng điều này để thể hiện năng lực và lòng trung thành của mình với Dương Chính Sơn. Do hắn là người hiểu rõ mọi thứ ở đây nên rất nhanh những kẻ thân tín của Từ Vạn Phúc đều bị lôi ra. Số lượng không nhiều, chỉ có hơn 10 người, cơ bản đều là quan đội. Điều này cũng bình thường, dù là Từ Vạn Phúc hay Hứa Lộc, khi kéo bè kéo cánh đều sẽ không đi kéo những sĩ tốt bình thường, nói ngược lại. Nếu là thân tín của bọn chúng thì không thể chỉ là một sĩ tốt bình thường. Hơn 10 người bị Hàn Thừa áp giải vào chính đường, nhất thời đại sảnh vốn rộng rãi trở nên chật chội. Bẩm đại nhân, những người này đều là người của Từ Vạn Phúc và Hứa Lộc. Hàn Thừa ôm quyền nói. Dương Chính Sơn liếc nhìn những người mặt mày tái mét, khẽ gật đầu, nói, bắt hết bọn chúng lại. Vâng, Hàn Thừa không nói hai lời, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt hết những người này lại. Sau đó, cùng với Từ Vạn Phúc và Hứa Lộc, tất cả đều bị áp giải xuống, chính đường lại trở nên rộng rãi. Ngươi có nguyện tạm thời đảm nhiệm chức vụ thiên tổng không? Dương Chính Sơn hỏi Hàn Thừa. Hiện tại hắn muốn nắm giữ thủ bị doanh, không thể thiếu sự ủng hộ của Hàn Thừa. Hạ quan cảm tạ đại nhân đã coi trọng. Hàn Thừa thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp quỳ một gối hành đại lễ. Dương Chính Sơn rất hài lòng với thái độ của hắn. Hàn Thừa không phải là kẻ ngu ngốc, ngược lại còn là một người rất thông minh, biết nhìn thời thế, nếu không thì hắn đã không chọn cùng Từ Vạn Phúc đồng lưu hợp ô. Hơn nữa hắn cũng không phải loại người gió chiều nào theo chiều nấy, loại người đó không coi trọng tình nghĩa, chỉ biết xu lợi tránh hại. Tuy Hàn Thừa cũng biết xu lợi tránh hại nhưng vẫn coi trọng tình nghĩa. Ngươi chỉ tạm thời đảm nhiệm, ngươi phải hiểu rằng ngươi cũng có tội. Dương Chính Sơn nói. Hạ quan hiểu. Hàn Thừa nói. Hiểu là tốt. Bản quan sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Dương Chính Sơn đứng dậy, Tống Đại Sơn được bổ nhiệm làm bách hộ, giữ chức bả tổng của thủ bị doanh, còn quan đội thiếu thì người của bản quan sẽ bổ sung. Bây giờ ngươi cần làm hai việc, thứ nhất là đảm bảo nhiệm vụ phòng thủ của Châu Thành không xảy ra sơ suất, thứ hai là người của bản quan tiếp quản thủ bị doanh một cách suôn sẻ, có thể làm được không? Hàn Thừa là người có thể dùng nhưng Dương Chính Sơn hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Vì vậy, việc sắp xếp người của mình vào thủ bị doanh là điều nhất định phải làm. Có thể, hạ quan nhất định sẽ không phụ lòng tin của đại nhân. Hàn Thừa nói chắc như đinh đóng cột. Tốt lắm, Dương Chính Sơn một lần nữa gật đầu hài lòng. Từ bây giờ, nơi này giao cho ngươi. Nói xong, hắn vỗ vai Hàn Thừa. Đại nhi tử của ngươi đã là võ giả rồi nhỉ, 2 ngày nữa đưa hắn đến nha môn để bản quan gặp mặt. Tuổi của Hàn Thừa đã không còn nhỏ, hắn chỉ muốn có một cuộc sống ổn định mà thôi. Dương Chính Sơn có thể cho hắn một cuộc sống ổn định nhưng muốn thu phục được lòng hắn thì Dương Chính Sơn phải tăng thêm tiền cược. Hàn Thừa rất nhanh đã hiểu được ý của Dương Chính Sơn, cảm tạ đại nhân đã nâng đỡ, lúc này, cuối cùng hắn cũng an tâm, đối với hắn mà nói, tương lai của hắn đã không còn quan trọng nữa nhưng hắn cũng muốn tìm cho nhi tử một con đường phía trước. Dương Chính Sơn áp giải Từ Vạn Phúc, Hứa Lộc và những người khác về thủ bị nha môn, rồi ra lệnh cho Tống Đại Sơn dẫn theo hơn 10 tử đệ Dương gia đến thủ bị doanh. Lần này, hắn đã bắt giữ hơn 10 quan đội ở thủ bị doanh, vừa khéo những tử đệ Dương gia đi theo hắn có thể bù vào những chỗ trống này. Có những tử đệ Dương gia này, Dương Chính Sơn có thể nắm chắc thủ bị doanh trong tay, cho dù sau này Hàn Thừa có dị tâm cũng không thể làm gì thủ bị doanh. Trong thủ bị nha môn cũng có ngục giam nhưng chỉ là ngục giam tạm thời, thủ bị nha môn không có quyền xử lý phạm nhân, muốn xử lý phạm nhân phải thông qua vệ ti nha môn của trấn phủ ti. Dương Chính Sơn giam giữ những người này trước, còn chứng cứ thì từ từ thu thập sau. Mặc dù bây giờ hắn không thể dựa vào Chu Lan nữa, nhưng đừng quên đằng sau còn có Bí Vũ Vệ, hắn tin rằng Bí Vũ Vệ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Hơn nữa, cho dù Bí Vũ Vệ không ra tay, chẳng phải vẫn còn Vương Bân ư? Hắn tin rằng Vương Bân sẽ ủng hộ hắn. Ngay khi Dương Chính Sơn giam Từ Vạn Phúc và những người khác vào ngục, Ngô Hải đã tìm đến. Lão gia, có một vị bách hộ đại nhân muốn cầu kiến ngài. Bách hộ? Dương Chính Sơn hơi ngạc nhiên. Họ gì? Hắn nói hắn họ Vệ, cách đây 2 ngày còn gặp qua đại nhân. Ngô Hải nói. Dương Chính Sơn mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến Vệ Sầm. Người đâu rồi? Tiểu nhân đã mời người vào tiền viện, ngồi ở sảnh đường phía sau. Ngô Hải nói. Những vị khách đến tận cửa như thế này đương nhiên không thể ngăn ở ngoài cửa, nhưng cũng không thể trực tiếp mời vào chính đường, nên trước tiên phải sắp xếp ở sảnh đường nhỏ trong phòng phía sau. Mời người vào chính đường đi. Dương Chính Sơn dặn dò một câu, rồi đi vào một gian phòng bên tiền viện thay một bộ thường phục rộng rãi. Khi Dương Chính Sơn đến chính đường, Vệ Sầm đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn trà. Hôm nay, Vệ Sầm không còn mặc đồ đen nữa, mà thay bằng một bộ đồ màu xanh lam, bớt đi vài phần bí ẩn, thêm vài phần gọn gàng và lạnh lùng. Hạ quan bái kiến Dương đại nhân. Vệ Sầm tỏ thái độ rất đúng mực, chủ động hành lễ với Dương Chính Sơn. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, liếc nhìn Ngô Hải đang hầu hạ bên cạnh rồi nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Ngô Hải cúi người lui ra khỏi chính đường. Dương Chính Sơn ngồi bên bàn trà, ra hiệu rồi nói, ngồi xuống nói chuyện. Lúc này Vệ Sầm mới ngồi xuống. Lữ công công có gì phân phó? Đề đốc đại nhân sai hạ quan đến phối hợp với đại nhân thanh tra vụ án buôn lậu ở Châu An Nguyên. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn vuốt chòm râu dài, nhìn hắn chăm chú. Phối hợp thế nào? Hết sức phối mờ săn dắt toàn lực phối hợp. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn cười. Điều này khiến hắn bất ngờ, hắn vốn tưởng Lữ Hoa sẽ lợi dụng hắn, không ngờ Lữ Hoa lại thực sự muốn dùng hắn. Nếu Lữ Hoa chỉ muốn lợi dụng hắn thì chỉ cần ra lệnh cho hắn, căn bản sẽ không phái người đến phối hợp với hắn. Mà đối mặt với mệnh lệnh của Lữ Hoa, Dương Chính Sơn thực sự không có can đảm để từ chối. Đề đốc Trấn Bắc Ti của Bí Vũ Vệ, ngay cả Chu Lan cũng phải nhượng bộ, huống chi hắn chỉ là một thủ bị nhỏ bé. Vậy trước tiên hãy nói cho ta biết tình hình cụ thể của vụ án buôn lậu này. Dương Chính Sơn thăm dò. Nếu như đối phương nói muốn phối hợp với hắn thì đương nhiên phải nói cho hắn biết sự thật. Vệ Sầm khẽ gật đầu nói, chuyện này phải kể từ tháng Giêng năm thứ 23 niên hiệu Thừa Bình, hắn kể lại chi tiết diễn biến sự việc, đại khái là vì lần đầu tiên hồ tộc xâm lược biên giới, Bí Vũ Vệ đã phát hiện ra sự bất thường ở hồ tộc, sau đó tiến hành điều tra. Qua quá trình điều tra từng bước, cuối cùng họ xác định được thế lực buôn lậu vật tư cho hồ tộc nằm ở Châu An Nguyên. Nhưng trong quá trình điều tra ở Châu An Nguyên, họ gặp phải trở ngại. Không phải có người ngăn cản cuộc điều tra của họ, họ vẫn luôn điều tra trong bóng tối, đến giờ vẫn chưa bị bại lộ, chỉ là những manh mối họ tìm được đều là manh mối không đầu không đuôi. Theo bọn ta điều tra, thủ bị Tào Hàm trước đây của Châu Thành An Nguyên, Thiên Tổng Từ Vạn Phúc của thủ bị Doanh, Tri Châu Lâm Huyền, Thiêm Sự Binh bị Hách Triệu Tiên đều có tham gia vào vụ án buôn lậu, ngoài ra còn có Lương gia ở tỉnh An. Lương gia ở tỉnh An chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bán hàng hóa, họ vận chuyển muối, sắt, lương thực, vải vóc và các hàng hóa khác ra ngoài quan ải, rồi lại vận chuyển một số lông thú, dược liệu và các hàng hóa khác từ ngoài quan ải về bán. Lương gia ở tỉnh An chịu trách nhiệm điều phối mọi việc. Nhưng theo bọn ta điều tra, phát hiện ra rằng đằng sau Lương gia ở tỉnh An còn có Hắc Nhai Trại. Nghe đến đây, Dương Chính Sơn nhướng mày. Hắc Nhai Trại? Đúng vậy, Hắc Nhai Trại là một thế lực giang hồ, chiếm cứ ở phía đông trấn Trùng Sơn, có chút danh tiếng trong dân gian và giang hồ. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn nheo mắt, lại còn liên quan đến thế lực giang hồ, sau đó thì sao? Không còn gì nữa, manh mối của bọn ta chỉ điều tra được đến Hắc Nhai Trại. Có thể xác định những người liên quan chỉ có những người đã nói trước đó, còn những người khác trong Châu Thành An Nguyên có tham gia hay không, hiện tại vẫn chưa biết được. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn chìm vào suy tư, hắn cảm thấy chuyện này có chút không ổn. Không đúng, nhìn thế này thì Hắc Nhai Trại giống như kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng một môn phái giang hồ làm sao có thể khiến một đám quan lại triều đình bán mạng cho chúng? Không phải hắn coi thường môn phái giang hồ, mà là quan lại có sự kiêu ngạo của quan lại, đặc biệt là văn quan, những văn quan như Lâm Huyền, Hách Triệu Tiên, tuyệt đối coi thường việc kết giao với võ lâm. Đừng nói đến văn quan, ngay cả võ quan cũng coi thường võ lâm. Trong giới võ lâm cũng có sự khinh thường, đứng đầu chuỗi khinh thường là những người có quan thân, tiếp theo là những danh sĩ giang hồ ẩn cư nơi sơn giả, sau đó là những đệ tử tông môn lăn lộn trong hồng trần và tử đệ của các gia tộc võ đạo, tầng thấp nhất là những võ giả như hộ viện và tiêu sư. Tại sao nhiều đệ tử tông môn lại thích tòng quân làm quan? Chính là vì quan thân có thể mang lại cho họ địa vị cao hơn, tài nguyên nhiều hơn. Tất nhiên, tu vi cao thấp có thể phá vỡ sự khinh thường này, nhưng giữa những người cùng cảnh giới, sự khinh thường này là có thật. Nếu một môn phái giang hồ cấu kết với quan lại thì đây là chuyện bình thường, nhưng một môn phái giang hồ tuyệt đối không thể khiến một đám quan lại bán mạng. Đúng vậy, kẻ chủ mưu thực sự đứng sau chuyện này tuyệt đối không phải Hắc Nhai Trại, chúng ta nghi ngờ kẻ chủ mưu đứng sau có thể là Phủ Khánh Vương. Vệ Sầm trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Dương Chính Sơn không khỏi hít một hơi lạnh. Phủ Khánh Vương, vâng. Nhưng hiện tại bọn ta vẫn chưa tìm được chứng cứ, Dương Chính Sơn cảm thấy da đầu hơi tê. Không ngờ chuyện này lại liên quan đến Phủ Khánh Vương. Lớn chuyện rồi. Mặc dù thân Vương Đại Vinh không nắm quyền, không quản việc, nhưng đó là hoàng tộc mà. Bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến hoàng tộc thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Huống hồ là chuyện thông đồng bán nước này. Lúc này Dương Chính Sơn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn không nên nhúng tay vào, không đúng, là không nên đến Châu Thành An Nguyên. Nhưng sự đã đến nước này, bây giờ hắn hối hận cũng vô dụng. Vậy tiếp theo các ngươi định thế nào? Sắc mặt Dương Chính Sơn ngưng trọng nhìn Vệ Sầm. Thần sắc của Vệ Sầm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, tựa như hắn chỉ nói một chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Tiếp theo chúng ta cần tìm ra tất cả những người trong thành tham gia chuyện này, đồng thời tìm ra chứng cứ liên quan đến Phủ Khánh Vương. Bắt những tên quan lại đó chẳng phải là có nhân chứng rồi ư? Không, bọn họ có lẽ căn bản không biết chuyện này liên quan đến Phủ Khánh Vương, bởi vì họ không có liên hệ trực tiếp với Phủ Khánh Vương. Vậy các ngươi dựa vào đâu mà nghi ngờ Phủ Khánh Vương? Đây không phải nghi ngờ, mà là suy đoán của đề đốc đại nhân. Dương Chính Sơn có chút không nói nên lời. Vậy tức là các ngươi căn bản không có chứng cứ gì, toàn dựa vào suy đoán. Mẹ kiếp, cái bí vũ vệ này đúng là không sợ chuyện lớn, rõ ràng là chuyện không có căn cứ gì nhưng bọn chúng lại cứ muốn đổ lên đầu Phủ Khánh Vương. Lại còn suy đoán, không có căn cứ gì, dựa vào đâu mà suy đoán. Vệ Sầm không nói gì nữa, hắn chỉ là người làm việc, Lữ Hoa là suy đoán ra hay là đoán ra, không liên quan gì đến hắn. Dương Chính Sơn trầm tư một lát, mới lại nói, các ngươi muốn ta làm mồi nhử rắn ra khỏi hang, giết chết Từ Vạn Phúc, sau đó từ chối sự lôi kéo của Lương gia, bọn chúng nhất định sẽ coi ta là kẻ thù không đội trời chung, muốn giết ta cho bằng được, mà một khi bọn chúng ra tay, tất nhiên sẽ để lộ sơ hở. Ta không chỉ làm mồi nhử, còn phải làm đao của các ngươi, liều sống liều chết với bọn chúng, đến cuối cùng các ngươi ngồi hưởng lợi, thu dọn tàn cuộc. Đúng không? Vệ Sầm gật đầu, ban đầu kế hoạch của bọn họ chính là như vậy. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Dương Chính Sơn chỉ thấy hơi đau răng, mẹ kiếp, đám khốn nạn chết tiệt này lại có thể tính kế hắn. Không chỉ tính kế hắn, còn đẩy hắn vào hố lửa. Vậy hắn có làm theo kế hoạch của bọn chúng không? Câu trả lời là có. Trước tiên, bất kể ai ngồi vào vị trí này, việc đầu tiên cần làm chính là hạ bệ Từ Vạn Phúc, chỉ cần Từ Vạn Phúc còn ở đó, ai làm thủ bị cũng không được yên ổn. Để tự bảo vệ mình, để nắm giữ quyền lực, thủ bị này trước tiên phải giải quyết Từ Vạn Phúc. Thứ hai là từ chối sự kéo kéo của Lương gia, có lẽ một số người sẽ không từ chối, bởi vì sự lôi kéo của Lương gia chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng nếu như là người được Lữ Hoa chọn, chắc chắn sẽ không nhận sự dụ dỗ của Lương gia. Còn lại không cần phải nói nhiều, lôi kéo không thành, tất nhiên sẽ là trừ khử cho nhanh. Sau đó, đôi bên chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch của Lữ Hoa, chỉ cần ở phía sau ủng hộ thủ bị mới, cuộc tranh đấu của đôi bên sẽ trở thành kết cục ngươi chết ta sống. May thay, Dương Chính Sơn đã đoán được một số manh mối, đồng thời còn bắt được Vệ Sầm, nếu không hắn chỉ có thể làm theo kế hoạch của Lữ Hoa. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Dương Chính Sơn hỏi. Vệ Sầm lắc đầu, nói, nhiệm vụ của ta là phối hợp với đại nhân, ngài quyết định làm gì? Đôi mắt Dương Chính Sơn sáng lên, do ta quyết định, vậy chẳng phải quyền chủ động nằm trong tay ta sao? Vậy, hắn dừng lại một chút, mới hỏi, trong tay ngươi có bao nhiêu người? Vệ Sầm dù sao cũng là một bách hộ, dưới tay ít nhất cũng phải có vài chục người chứ, 9 người, cái gì? Ngươi không phải là bách hộ à? Dương Chính Sơn kinh ngạc nói. Vệ Sầm hơi im lặng, bách hộ của Bí Vũ Vệ khác với bách hộ của Vệ Sở, thủ hạ có bao nhiêu người là do chức trách phân phối. Đối với ta mà nói, thuộc hạ tinh nhuệ chứ không đông, Dương Chính Sơn bừng tỉnh, nói, vậy chính thủ hạ của ngươi đều là võ giả, không, nói chính xác thì bọn họ đều là võ giả hậu thiên. Trong vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Sầm ẩn chứa một chút kiêu ngạo. Nhưng hắn thực sự có lý do để kiêu ngạo. Võ giả hậu thiên à, trong quân đội, võ giả hậu thiên muốn mưu một chức bách hộ vẫn rất dễ dàng, nói cách khác, chính thuộc hạ của Vệ Sầm tùy tiện lấy một người ra đặt vào Trấn Trùng Sơn đều có thể làm chức bách hộ. Dương Chính Sơn cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thực lực của Bí Vũ Vệ mạnh đến đâu cũng không quá đáng, dù sao thì bọn họ là con dao trong tay hoàng đế, nếu thực lực quá yếu, mới là chuyện lạ. Nếu như ngươi theo ta, vậy ngươi hãy ở lại tiền viện, chính thuộc hạ của ngươi có cần ta sắp xếp chỗ ở cho bọn họ không? Không cần, bọn họ đều có chỗ ở riêng ở đây. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn gật đầu, vậy trước tiên cứ như vậy đi, cụ thể phải làm thế nào, ta sẽ suy nghĩ thêm rồi nói sau. Nếu như Vệ Sầm nói Dương Chính Sơn làm chủ, vậy Dương Chính Sơn sẽ theo ý mình xử lý những việc tiếp theo. So với việc điều tra vụ án buôn lậu, việc cấp bách của Dương Chính Sơn đương nhiên là phải nắm giữ thủ bị quan sảnh và thủ bị doanh trước. Vì vậy, sau khi gặp Vệ Sầm, Dương Chính Sơn liền xử lý những việc trong thủ bị quan sảnh trước. Cùng lúc hắn đến thành quan đồn, Dương Minh Hạo cũng thanh tra lại các viên lại và nha dịch trong thủ bị quan sảnh. So với vấn đề của thủ bị doanh, các viên lại và nha dịch trong thủ bị quan sảnh đương nhiên không phải là vấn đề lớn. Đừng nhìn những viên lại và nha dịch này trước mặt bách tính bình thường thì vênh váo tự đắc, nhưng trước cường quyền thực sự, bọn họ căn bản không có tư cách phản kháng. Cách thanh tra của Dương Minh Hạo cũng rất đơn giản, kết hợp với cuộc điều tra trước đó của bọn họ, sau đó gọi từng người đến thẩm vấn riêng, ai tố cáo có công, những viên lại và nha dịch kia liền bắt đầu lật tẩy đồng liêu của mình. Ai từng làm chuyện thất đức, ai thân thiết với ai nhận tiền để mưu lợi riêng, ai trốn tránh nhiệm vụ, vân vân, từng người một đều tố cáo lẫn nhau. Nếu thật sự xử lý nghiêm khắc thì mỗi người trong thủ bị quan sảnh này đều nên bị kéo ra đánh một trận, chém đầu thì không đến nổi nhưng đánh 20 đại bản thì không ai oan uổng, kể cả lệnh sử Chu Nhân. Tất nhiên, Dương Chính Sơn không thể xử lý hết tất cả các viên lại và nha dịch, việc vận hành của thủ bị quan sảnh không thể thiếu những viên lại và nha dịch này, vì vậy Dương Chính Sơn theo nguyên tắc bắt lớn tha nhỏ mà xử lý hơn 10 người, những người còn lại đều có một số vấn đề nhỏ nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể dung thứ. Tất nhiên, đánh một gậy rồi thì phải cho một quả táo ngọt. Dương Chính Sơn tiện thể tăng lương cho các viên lại và nha dịch, đồng thời tuyên bố một số quy củ. Quy củ cụ thể thì không cần nói nhiều, tóm lại là ràng buộc các viên lại và nha dịch phải làm việc nghiêm túc, không được làm bậy. Đợi xử lý xong mọi chuyện, trời đã tối đen. Bầu trời u ám không biết từ lúc nào đã bắt đầu phiêu tuyết, từng bông tuyết rơi xuống mái hiên và nóc nhà. Dương Chính Sơn khoác một chiếc áo trà màu xám bước ra khỏi thư phòng, nhìn những bông tuyết rơi xuống, khẽ nói. Lại sắp đến năm mới rồi, thời gian trôi qua không biết bất giác đã vào tháng chạp, tính ra thì hắn đã đến thế giới này hơn 3 năm rồi. 3 năm rồi. Dương Chính Sơn vuốt chòm râu dài, vẻ mặt có chút bất lực. Hắn cảm thấy như mình đã đến thế giới này rất lâu rồi. Có lẽ là vì chòm râu của hắn mọc quá nhanh. Ngay khi Dương Chính Sơn đang nghĩ xem có nên cắt bớt chòm râu không thì Chu Nhân đã đến gần. Đại nhân, Từ Vạn Phúc muốn gặp ngài, Dương Chính Sơn cười nói. Ta tưởng hắn sẽ chống cự đến cùng, xem ra là ta đã đánh giá cao hắn rồi. Chu Nhân im lặng, bây giờ hắn vô cùng kính sợ Dương Chính Sơn, đứng trước mặt Dương Chính Sơn hắn đều run rẩy. Đi thôi, vậy thì đi gặp hắn. Rất nhanh, Dương Chính Sơn đã đến ngục giam, gặp Từ Vạn Phúc. Thấy hắn đến, Từ Vạn Phúc lộ vẻ mặt phức tạp. Dương Chính Sơn, ngục giam rất đơn sơ, ngoài đống rơm đầy đất thì không còn gì khác. Mà lúc này Từ Vạn Phúc trông rất thảm hại, hai cánh tay của hắn đều đã bị chặt, ngay cả việc ăn uống cũng thành vấn đề, còn những thứ khác thì càng không cần phải nói. Chu Nhân rất biết ý, Dương Chính Sơn vừa vào ngục giam, hắn đã mang một chiếc ghế đến đặt sau lưng Dương Chính Sơn. Ngươi ra ngoài trước đi, Dương Chính Sơn đuổi Chu Nhân ra ngoài. Đợi Chu Nhân đi rồi, Dương Chính Sơn ngồi trên ghế nhìn Từ Vạn Phúc đang nằm sấp dưới đất, hỏi, ngươi muốn nói gì với bản quan? Từ Vạn Phúc im lặng hồi lâu, ta không muốn chết, ngươi đã không còn đường sống, thông địch bán nước, bản quan không cứu được ngươi. Dương Chính Sơn nói. Nghe vậy, Từ Vạn Phúc ngẩng phát đầu lên, hắn muốn hỏi Dương Chính Sơn làm sao biết được, lại biết những gì. Nhưng Dương Chính Sơn đã ngắt lời hắn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bản quan chỉ vì hắn chiếm giữ thủ bị doanh mới ra tay với ngươi chứ, nếu ngươi chỉ chiếm giữ thủ bị doanh, bản quan cũng sẽ đối phó với ngươi nhưng sẽ không giết chết ngươi. Mặt Từ Vạn Phúc tái nhợt, cuối cùng hắn cũng biết mình sai ở đâu. Hắn vẫn luôn cho rằng Dương Chính Sơn chỉ muốn tranh quyền với hắn, căn bản không ngờ Dương Chính Sơn lại có thể là vì chuyện buôn lậu. Ngươi đừng nên chờ may mắn nữa, đến giờ này không ai cứu được ngươi, ngay cả người đứng sau ngươi cũng không làm được, Dương Chính Sơn bình tĩnh nói, nhưng ta đoán bọn họ không những không cứu ngươi, mà rất có thể hiện đang bàn bạc xem nên giết người diệt khẩu như thế nào. Mặt Từ Vạn Phúc càng trắng hơn. Ngươi có muốn nói gì với ta không? Ví dụ như người đứng sau ngươi là ai? Có phải là Hắc Nhai Trại không? Dương Chính Sơn hỏi. Hắc Nhai Trại? Từ Vạn Phúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoang mang. Không phải Hắc Nhai Trại. Dương Chính Sơn cũng ngạc nhiên. Vệ Sầm đã nói, những người này đều có liên quan đến Hắc Nhai Trại, nhưng nhìn vẻ mặt của Từ Vạn Phúc thì dường như hắn ta không biết gì về sự tồn tại của Hắc Nhai Trại. Từ Vạn Phúc cúi đầu, sắc mặt trầm ngâm, hồi lâu mới nói, ta không biết có phải là Hắc Nhai Trại không, người liên lạc với ta chỉ có một người, hắn tự xưng là tiên sinh. Ồ, vậy ngươi phụ trách việc gì? Dương Chính Sơn hỏi. Tào Hàm phụ trách việc lấy cớ điều động lương thảo để che giấu dấu vết hàng hóa, ta phụ trách việc vận chuyển hàng hóa ra vào thành. Lần này Từ Vạn Phúc không do dự, nói rất dứt khoát. Vậy người vận chuyển hàng hóa là ai? Dương Chính Sơn tiếp tục hỏi. Tiên sinh không cho bọn ta hỏi nhiều, nhưng ta biết đó là Lương gia ở tỉnh An. Từ Vạn Phúc nói. Dương Chính Sơn có chút tò mò, tại sao ngươi lại làm việc cho tiên sinh đó, vì bạc? Từ Vạn Phúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên đờ đẫn. Chỉ vì bạc? Dương Chính Sơn càng ngạc nhiên hơn. Ban đầu là vì bạc. Từ Vạn Phúc nói. Dương Chính Sơn bừng tỉnh, ban đầu là vì bạc, sau đó phát hiện mình đã lên thuyền giặc, chỉ có thể bị miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp. Ngươi không biết thân phận của tiên sinh đó, không biết. Từ Vạn Phúc nói. Ngay lúc này, Vệ Sầm xuất hiện bên ngoài ngục giam, nhẹ giọng nói, tiên sinh đó chính là sư gia của Hắc Nhai Trại, Dịch Thiện. Từ Vạn Phúc nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Bách hộ trấn Bắc Ti thuộc Bí Vũ Vệ, Vệ Sầm. Từ Vạn Phúc hoàn toàn tuyệt vọng, cả người đều sụp đổ. Bí Vũ Vệ đã đến, hắn thực sự không còn hy vọng gì nữa. Dương Chính Sơn có chút thất vọng nhìn Từ Vạn Phúc, hắn vốn tưởng rằng Từ Vạn Phúc sẽ biết chút gì đó, không ngờ tên này lại có thể ngay cả Hắc Nhai Trại cũng không biết. Nhìn Từ Vạn Phúc suy sụp, Dương Chính Sơn khẽ lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi ngục giam. Đợi khi bọn họ đi xa khỏi ngục giam, Vệ Sầm không nhịn được lên tiếng, đêm nay bọn chúng có thể sẽ giết người diệt khẩu, dù Từ Vạn Phúc biết không nhiều nhưng dù sao hắn cũng biết sự tồn tại của Dịch Thiện, để tránh bại lộ thân phận, Dịch Thiện chắc chắn sẽ không giữ hắn lại. Dương Chính Sơn dừng bước, quay đầu nhìn lại ngục giam, nói, khả năng của ngươi hẳn là rất giỏi trong việc truy tung chứ? Đương nhiên. Vệ Sầm nói. Vậy thì thuận theo dấu vết mà lần theo, xem có thể phát hiện ra điều gì mới không? Từ Vạn Phúc đã vô dụng rồi, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng tận dụng hắn, để hắn phát huy chút nhiệt cuối cùng, biết đâu còn có thể dẫn dụ ra một con cá lớn. Hơn nữa chỉ khi Từ Vạn Phúc chết, đối phương mới có thể thả lỏng cảnh giác, như vậy có lẽ sẽ có lợi hơn cho bọn họ trong việc bắt được điểm yếu của đối phương. Vệ Sầm đương nhiên sẽ không phản đối điều này, hắn cũng muốn xem Từ Vạn Phúc có thể dẫn dụ được những ai. Tuyết càng rơi càng lớn, mây đen che khuất ánh trăng, thiên địa chìm trong một màu đen kịt. Trong đêm khuya, thành An Nguyên giống như đang ở trong vực sâu vậy, hầu như không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào. Trong thủ bị quan sảnh yên tĩnh, chỉ có hai chiếc đèn lồng trước cổng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vút một tiếng động nhỏ vô cùng vang lên, một bóng đen lẻn vào quan sảnh. Lúc này, nha dịch và binh lính phụ trách canh gác đã sớm trốn trong phòng ngủ say sưa, căn bản không phát hiện ra có người lẻn vào. Bóng đen lóe lên, trong chốc lát đã đến bên ngoài ngục giam. Cũng không thấy hắn có động tác gì, hắn đã vào trong ngục giam. Từ Vạn Phúc đang nằm co ro trong đống rơm run rẩy dường như phát hiện ra có động tĩnh, đột nhiên mở bừng mắt. Nhưng chưa kịp có động tác gì, một mùi hôi thối đã chặn ngang mũi hắn. Hắn muốn kêu cứu nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hắn muốn giãy giụa nhưng chỉ có thể đạp chân vô ích. Rất nhanh, cơ thể hắn trở nên cứng đờ, hai mắt trợn trắng, không còn hơi thở. Bóng đen đá vào đám cỏ dại trên mặt đất, lặng lẽ lui khỏi ngục giam, sau đó khóa ngục lại rồi rời đi. Ngay sau khi hắn rời đi, bên ngoài quan sảnh có mấy bóng đen lặng lẽ đi theo. Cùng lúc đó, Dương Chính Sơn và Vệ Sầm đi ra từ phía bên kia ngục giam. Chết hẳn rồi chứ, chết hẳn rồi. Vệ Sầm gật đầu. Có thể nhìn ra người đó là ai không? Dương Chính Sơn hỏi. Từ hành động của bóng đen vừa rồi, có thể thấy tu vi của hắn hẳn là ở hậu thiên tầng 5 trở lên, thậm chí còn cao hơn một chút. Hơn nữa hắn cực kỳ giỏi khinh công, còn giỏi hơn cả Vệ Sầm. Khinh công, Dương Chính Sơn cũng từng luyện nhưng không giỏi lắm, hắn vẫn luyện những chiêu thức và công pháp chủ yếu dùng để chiến đấu trên chiến trường. Với hắn, khinh công không có tác dụng mấy. Hầu Tuấn, tam trại chủ của Hắc Nhai Trại. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cũng có thể nhìn ra được à, vừa rồi hắn chỉ hỏi đại, căn bản không nghĩ Vệ Sầm lại biết người đến là ai. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vệ Sầm thoáng nở một nụ cười không dễ nhận ra, trong Hắc Nhai Trại chỉ có 4 người có tu vi hậu thiên tầng 5 trở lên, lần lượt là đại trại chủ Vinh Thiên Quân đạt hậu thiên tầng 7, nhị trại chủ Trịnh Thất Đao đạt hậu thiên tầng 6, tam trại chủ Hầu Tuấn đạt hậu thiên tầng 5, còn có sư gia Dịch Thiện cũng là hậu thiên tầng 5. Trong số đó, chỉ có Hầu Tuấn là có khinh công như vậy. Dương Chính Sơn sững người, đúng vậy, nếu có thể xác định đối phương là người của Hắc Nhai Trại, vậy thì suy đoán ra là ai cũng rất dễ dàng. Đây chính là chênh lệch do sự nắm giữ thông tin, Dương Chính Sơn không hiểu rõ tình hình của Hắc Nhai Trại, đương nhiên không nhìn ra được là ai, nhưng Vệ Sầm đã sớm tìm hiểu rõ ràng về Hắc Nhai Trại. Ngay khi hai người đang nói chuyện, trong đêm khuya tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng va chạm len keng. Hai người nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi. Có chuyện rồi, Dương Chính Sơn cau mày. Rõ ràng đó là tiếng đánh nhau, nghe có vẻ không xa quan sảnh. Sắc mặt Vệ Sầm có chút âm trầm, hắn nhảy vọt lên, từ trên mái nhà bay vút đi theo tiếng động. Dương Chính Sơn có chút hâm mộ nhìn theo bóng lưng của Vệ Sầm, khinh công này của hắn thực sự không sánh bằng. Hắn cũng có thể nhảy lên, cũng có thể bay vút trên mái nhà, nhưng hắn không thể làm được như vậy mà không để lại dấu vết trên tuyết. Ước chừng chỉ cần hắn đạp một cước xuống, sẽ vỡ nát mấy viên ngói. Không còn cách nào khác, Dương Chính Sơn chỉ có thể nhảy tường ra ngoài, chạy dọc theo phố xá đuổi theo. Xung quanh tối đen như mực, dù thị lực của Dương Chính Sơn hơn người thường rất nhiều, cũng chỉ có thể nhìn rõ tình hình xung quanh trong phạm vi vài mét, xa hơn 10 mét chỉ thấy lờ mờ, căn bản không nhìn rõ. Nhưng tiếng đánh nhau đã chỉ rõ phương hướng cho hắn, rất nhanh hắn đã đến nơi có tiếng đánh nhau. Đại nhân, chưa kịp để hắn tiến lại gần, Vệ Sầm đã kéo hắn vào một con hẻm nhỏ khuất tầm nhìn. Ở đằng kia, Dương Chính Sơn núp trong hẻm, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà không xa. Chỉ thấy hai bóng đen cuốn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra tia lửa va chạm của binh khí, ánh sáng quá tối, căn bản không nhìn rõ động tác giao thủ của hai người. Đó là một kiếm khách. Dương Chính Sơn mơ hồ có thể nhìn thấy một người sử dụng trường kiếm. Người dùng dao găm ngắn kia hẳn là Hầu Tuấn, nhưng người dùng kiếm kia thì ta không biết là ai. Vệ Sầm nói bằng giọng nhỏ như mũi kêu. Người của ngươi đâu? Dương Chính Sơn cau mày. Đều núp hết rồi, Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, không có động tác gì khác, chỉ lặng lẽ quan sát. Ban đầu bọn họ muốn lần theo dấu vết xem có thể câu được con cá lớn hay không, nhưng không ngờ nửa đường lại có thể xuất hiện một kẻ phá đám. Hơn nữa xem ra, thực lực của kẻ phá đám này còn hơn xa Hầu Tuấn, ép Hầu Tuấn không thể nhúc nhích. Hầu Tuấn đã muốn chạy trốn mấy lần nhưng đều không thành công. Nhưng nếu Hầu Tuấn bị kẻ phá đám này bắt được, chẳng phải bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội vô ích ư? Dương Chính Sơn cau mày, trong lòng cân nhắc xem có nên giúp Hầu Tuấn một tay hay không. Đồng thời hắn cũng tò mò không biết kiếm khách này là ai. Xem chiêu thức thì rõ ràng là võ giả giang hồ. Hắn ra tay liệu có khiến Hầu Tuấn cảnh giác không? Ngay khi Dương Chính Sơn còn đang do dự, lại có một tiếng xé gió vang lên, vù một cái, một bóng người gia nhập vào cuộc chiến. Dương Chính Sơn nheo mắt lại. Thật sự có cá lớn. Người xuất hiện này đang giúp Hầu Tuấn, hắn vừa ra tay đã chắn trước mặt Hầu Tuấn, đẩy lui kiếm khách. Người này cầm song đao, thân hình như quỷ mị không ngừng di chuyển, thực lực mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, lại có thể ép cho kiếm khách liên tục lùi lại. Người này là ai? Song đao, loại binh khí này hẳn là không có nhiều người sử dụng. Chiến trường chắc chắn sẽ không dùng loại binh khí phức tạp như vậy, Trong số 18 loại binh khí của võ giả giang hồ thì đều có thể sử dụng, nhưng song đao không phải là binh khí phổ biến. Song đao không phải là cầm hai thanh đao là có thể gọi là song đao, võ giả sử dụng binh khí nào là do tu luyện công pháp nào. Ví dụ như Dương gia tu luyện đều là thương pháp tổ truyền, cho nên mọi người đều sử dụng thương. Bọn họ cũng có thể tu luyện các loại binh khí khác nhưng chắc chắn không thuận tay bằng thương. Sử dụng song đao thì có nghĩa là phải tu luyện đao pháp phù hợp với song đao. Công pháp phổ biến có nghĩa là đại chúng, tìm kiếm công pháp tương ứng cũng dễ dàng hơn. Binh khí ít phổ biến thì có nghĩa là ít người cùng chí hướng, cũng rất khó tìm được công pháp phù hợp với mình để tham khảo hoặc tu luyện. Loại binh khí như song đao chắc chắn ít thấy hơn nhiều so với các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích. Mà cao thủ sử dụng song đao hẳn là dễ nhận biết hơn, bởi vì người tu luyện song đao ít, người có tên có họ càng ít. Nhưng Vệ Sầm lại lắc đầu, nói, không biết. Dương Chính Sơn không hề thất vọng vì Vệ Sầm không biết, ngược lại mắt hắn sáng lên, trong lòng tràn đầy sự vui mừng. Vệ Sầm không biết thì có nghĩa là võ giả sử dụng song đao này là người mà Bí Vũ Vệ chưa điều tra ra. Cũng có nghĩa là bọn họ đã tìm được một manh mối mới. Ngươi theo dõi hắn, ta cứu kiếm khách kia xuống xem thử là ai. Trong lúc hai người đang nói chuyện, kiếm khách kia đã chống đỡ không nổi nữa, bị võ giả song đao đánh cho liên tục lùi lại, sắp bị chém chết ngay tại chỗ. Nói xong một câu, Dương Chính Sơn nhảy vọt lên, lao thẳng về phía nơi đang giao đấu. Kinh công của hắn không tốt nhưng không có nghĩa là tốc độ của hắn không nhanh. Dương Chính Sơn chạy hết tốc lực tuyệt đối không chậm hơn tốc độ của Hồng Vân. Chỉ trong chớp mắt, Dương Chính Sơn đã lao đến gần hai người, ngay sau đó Dương Chính Sơn vung tay áo. Một trận tiếng len ken giòn giã lao về phía võ giả song đao, đồng thời Dương Chính Sơn xoay người, túm lấy vai kiếm khách rồi phi thẳng về hướng ngược lại với thủ bị quan sảnh. Còn võ giả song đao thì liên tục lùi lại khi tiếng len ken vang lên, căn bản không kịp ngăn cản Dương Chính Sơn. Tiếng len ken giòn giã này không phải là thứ gì không liên quan, mà là từng đồng tiền, cũng có thể gọi là phi tiêu tiền. Cái gọi phi tiêu tiền chính là dùng đồng tiền mài nhẵn mép để làm thành, có thể dùng làm ám khí. Loại phi tiêu này dễ chế tạo, có thể mang theo số lượng lớn, lại sử dụng rất kín đáo, là ám khí phổ biến nhất trong giang hồ. Khi Dương Chính Sơn tu luyện thiên cơ thủ thường dùng đồng tiền để luyện tập, cho nên trong không gian linh tuyền của hắn có rất nhiều đồng tiền, nhưng hắn chỉ dùng những đồng tiền này để luyện tập thủ pháp thiên cơ thủ, chứ không mài thành phi tiêu tiền. Nhưng cho dù không mài thành phi tiêu tiền, với lực lượng của Dương Chính Sơn, thứ này ném vào người cũng rất đau. Hơn trăm đồng tiền ném ra, tiếng len ken vang lên, cho dù không ném trúng người cũng có thể dọa người ta giật mình. Chiêu thức này được Dương Chính Sơn đặt tên là dùng tiền ném người. Đây chính là dùng tiền ném người thực sự. Võ giả song đao né tránh rất nhanh nhưng không chịu nổi đồng tiền quá nhiều, một mảng lớn đồng tiền ném xuống, hắn vẫn bị trúng mấy đồng, không bị thương quá nặng nhưng cũng đủ khiến hắn vô cùng tức giận. Chết tiệt, hắn thầm mắng một tiếng, đáng tiếc lúc này xung quanh tối đen như mực, hắn đã không tìm thấy bóng dáng của Dương Chính Sơn và kiếm khách kia nữa. Chỉ có thể tức giận quay người nói với Hầu Tuấn một tiếng, đi, rồi rời đi. Mà sau khi bọn họ rời đi, mấy cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi theo từ đầu đường cuối ngõ. Người của Vệ Sầm đều là tinh nhuệ của Bí Vũ Vệ, mặc dù thực lực của bọn họ không mạnh lắm nhưng đều cực kỳ giỏi truy tung. Cho dù là trong đêm tối thân thủ không thấy 5 ngón tay, bọn họ vẫn có thể dựa vào dấu vết trên tuyết mà bám sát Hầu Tuấn và võ giả song đao. Còn bên kia, Dương Chính Sơn túm lấy kiếm khách chạy nhanh trong ngõ hẻm. Ngươi bị thương rồi, liên tiếp băng qua 4-5 con ngõ, Dương Chính Sơn đột nhiên dừng lại, hỏi. Hắn cảm thấy tay mình dính, rõ ràng là dính máu. Kiếm khách rên lên, ngươi túm trúng vết thương của ta. Dương Chính Sơn sửng sốt, sau đó cười trừ thu tay lại. Tội lỗi. Vừa rồi hắn túm khá chặt nhưng kiếm khách này lại rất nhẫn nhịn, mãi đến bây giờ mới lên tiếng. Không đúng. Đột nhiên Dương Chính Sơn kinh ngạc hỏi, ngươi là nữ nhân? Người trước mặt mặc một bộ đồ bó màu đen, khuôn mặt cũng được vải đen quấn chặt, chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài. Nếu nàng không lên tiếng, Dương Chính Sơn căn bản không nhìn ra nàng là nữ nhân. Nhưng kiếm khách không trả lời hắn, mà thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã gục xuống đất, tựa như đã hôn mê bất tỉnh. Dương Chính Sơn không nói nên lời. Hắn không ngờ rằng Trình Giảo Kim, tướng quân Trung Quốc thời nhà Đường, xuất hiện giữa đường này lại có thể là một nữ nhân. Nữ nhân, chỉ mong người này đừng giống như Trình Giảo Kim. Này, tỉnh lại đi. Dương Chính Sơn đưa tay chọc chọc nữ nhân trên mặt đất nhưng nàng ta không có phản ứng gì. Không phải chết rồi chứ, hắn đưa tay bắt mạch cho nàng, mạch đập vẫn còn, người vẫn chưa chết nhưng đã hôn mê bất tỉnh. Dương Chính Sơn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trời lạnh giá thế này, hắn không thể bỏ nàng ở đây được. Do dự một chút, Dương Chính Sơn đành bế nữ nhân này lên, lén lút đi về hướng thủ bị quan sảnh. Nhưng đi được một lúc, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này sao bất ổn thế, làm ta giống như người xấu tốt vậy. Nửa đêm nửa hôm bế một nữ nhân, đây là việc mà kẻ hái hoa hay làm, phỉ phui, bản quan hành sự ngay thẳng, sao có thể là kẻ hái hoa. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, chỉ nhìn đôi mày đôi mắt thì nữ nhân này có vẻ rất xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn lắm. Cùng lắm bản quan chỉ là nhặt xác mà thôi. Trong lúc suy nghĩ lung tung, hắn đã trở về hậu viện của thủ bị quan sảnh. Dương Chính Sơn do dự một chút, cuối cùng không đưa nữ nhân này đến phòng khách, mà đưa về chính viện. Không phải hắn muốn làm chuyện gì đó không thể miêu tả, mà là tình hình hiện tại rất đặc biệt, tốt nhất là không nên để lộ nữ nhân này. Hơn nữa, hắn phải điều tra rõ thân phận lai lịch của nữ nhân này, tránh để nàng lại xuất hiện phá hỏng chuyện của bọn họ. Đặt nữ nhân lên giường sưởi, Dương Chính Sơn do dự một chút, vẫn kéo tấm vải đen trên mặt nàng xuống. Là nàng ta. Nhìn thấy dung nhan thật của nữ nhân này, Dương Chính Sơn hơi kinh ngạc. Hắn đã gặp nữ nhân này, chính là phụ nhân mà Dương Thừa Nghiệp đụng phải khi xuống cầu thang ở Phúc Vận Lâu lần trước. Nhưng hắn chỉ kinh ngạc một chút, cũng không để chuyện này trong lòng. Chỉ là gặp nhau thoáng qua, hai người không có bất kỳ giao lưu nào, cũng không tính là quen biết. Hắn vẫn quan tâm đến thân phận của nữ nhân này, muốn hỏi rõ nàng vì sao lại muốn giết Hầu Tuấn. Nhưng trước đó, hắn phải chữa trị vết thương trên người nàng trước, ít nhất cũng phải đợi nàng tỉnh lại. Nghĩ đến đây, Dương Chính Sơn bắt đầu kiểm tra vết thương trên người nàng. Vết thương không quá nặng, chỉ có hai vết thương nhẹ, một ở vai, một ở đùi. Vết thương như vậy chắc chắn không thể khiến nàng hôn mê, máu ở vết thương có màu đen, đây là dấu hiệu trúng độc. Võ giả giang hồ có điểm không tốt là dùng mọi thủ đoạn, thường xuyên tẩm độc lên binh khí của mình, không có chút võ đức nào. Nhưng vấn đề ở đây là Dương Chính Sơn không biết giải độc. Bất đắc dĩ, Dương Chính Sơn đành phải cho nữ nhân này uống một bát nước linh tuyền, sau đó chờ Vệ Sầm trở về. Hắn không phải chờ quá lâu, Vệ Sầm đã quay lại. Thế nào? Dương Chính Sơn hỏi trước về tình hình của Hầu Tuấn và võ giả Song Đao. Bọn chúng ẩn núp trong một tiểu viện ở Tây Thành, để tránh đánh rắn động cỏ, ta không truy tra tiếp, chỉ cho người theo dõi xung quanh. Vệ Sầm nói. Dương Chính Sơn gật đầu, sau đó lấy một chiếc khăn tay, đưa cho Vệ Sầm và hỏi, xem thử, đây là loại độc gì, có thể giải được không? Trên khăn tay có vết máu của nữ nhân, có màu đen. Vệ Sầm cầm khăn tay lên ngửi ngửi, mê hồn tán, có thể giải. Nói xong, hắn liền lấy một lọ sứ từ thắt lưng ra, đưa cho Dương Chính Sơn. Đây là thuốc giải à? Dương Chính Sơn vô cùng kinh ngạc. Mê hồn tán, loại độc dược phổ biến nhất trong giang hồ, một khi dính vào, chỉ trong chốc lát sẽ khiến người ta hôn mê. Loại độc dược này không lấy mạng người, nhưng nếu không uống thuốc giải kịp thời, sẽ mãi mãi hôn mê. Khi đối mặt với những người còn có thể lợi dụng, chúng ta thường dùng loại độc dược này, Vệ Sầm giải thích. Được. Võ giả giang hồ không có võ đức, Bí Vũ Vệ các ngươi càng không có võ đức hơn cả võ giả giang hồ. Dương Chính Sơn còn có thể nói gì nữa, cầm thuốc giải trở về phòng. Cho nữ tự uống thuốc giải, lại băng bó vết thương trên người nàng. Sau đó ngồi bên cạnh giả vờ ngủ. Tây Thành, một tiểu viện tối tăm. Ánh nến to bằng hạt đậu lay động, xua tan một chút bóng tối trong phòng. Dịch Thiện mặc một chiếc áo xanh đứng bên cạnh ngọn nến, sắc mặt đăm chiêu nhìn Hầu Tuấn ở đối diện. Có chuyện gì vậy? Lúc này, Hầu Tuấn đã thay bộ đồ đi đêm, ngực được băng bó bằng vải bông trắng, vết máu đỏ tươi nhuộm đỏ vải bông trắng. Là Úc Thanh Y, Hầu Tuấn ngoài 30 tuổi, người như tên, tướng mạo tuấn tú. Dù vì vết thương mà sắc mặt tái nhợt, vẫn khiến hắn có vẻ đẹp yếu đuối. Úc Thanh Y. Mắt Dịch Thiện lóe lên, sao nàng ta lại ở đây? Hầu Tuấn im lặng một lát mới nói, dạo này đại ca vẫn luôn đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái. Dịch Thiện sửng sốt. Hắn là quân sư của Hắc Nhai Trại, địa vị trong Hắc Nhai Trại chỉ sau đại trại chủ Vinh Thiên Quân, ngay cả hai vị trại chủ Trịnh Thất Đao và Hầu Tuấn cũng không sánh bằng hắn. Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn bày mưu tính kế cho Vinh Thiên Quân. Những năm gần đây Hắc Nhai Trại có thể không ngừng lớn mạnh cũng là nhờ mưu kế của hắn. nhưng việc Hắc Nhai Trại đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái thì hắn lại không hề hay biết. Tại sao lại đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái? Nhưng vừa hỏi ra câu này, hắn đã nghĩ ra đáp án. Tại sao ư? Đáp án cho câu hỏi này có quá nhiều. Hắc Nhai Trại và Thiên Thanh Kiếm Phái đều là môn phái giang hồ ở khu vực Liêu Đông, giữa hai bên vốn là đối thủ cạnh tranh tự nhiên. Mà tranh đấu giữa các môn phái giang hồ cũng chỉ vì lợi ích. Liêu Đông chỉ có chừng ấy, không thể chứa nổi hai môn phái giang hồ hùng mạnh. Vì vậy, việc Hắc Nhai Trại đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngoài ra, Hắc Nhai Trại từ lâu đã muốn thôn tính Thiên Thanh Kiếm Phái, chỉ là thực lực của Thiên Thanh Kiếm Phái không yếu, bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Cũng có thể là vì trưởng môn Thiên Thanh Kiếm Phái Úc Thanh Y. Úc Thanh Y này rất có danh tiếng trong giới giang hồ khu vực Liêu Đông. 10 năm trước, Úc Thanh Y đã được mệnh danh là thiên tài số 1 Liêu Đông, năm 18 tuổi đã là võ giả hậu thiên, lại luyện thành tuyệt kỹ Thiên Thanh Kiếm, trong thế hệ trẻ không ai địch nổi. Ngoài ra, Úc Thanh Y còn được mệnh danh là nữ hiệp số 1 và mỹ nhân số 1 Liêu Đông. Năm đó, đại trại chủ Hắc Nhai Trại Vinh Thiên Quân muốn cưới Úc Thanh Y về nhà, không phải chính hắn cưới, mà là để nhi tử của hắn cưới. Lợi ích khi cưới Úc Thanh Y thì không cần phải nói nhiều, chỉ riêng tư chất võ đạo của Úc Thanh Y cũng có thể chống đỡ cho Hắc Nhai Trại không suy yếu trong hàng chục năm. Vinh Thiên Quân tính toán rất hay, đáng tiếc Thiên Thanh Kiếm Phái sao có thể nỡ lòng đem một mầm non tốt như vậy gả đi miễn phí. Thiên Thanh Kiếm Phái từ chối Hắc Nhai Trại, Úc Thanh Y cũng không muốn gả vào Hắc Nhai Trại, hơn nữa để tránh sự quấy rầy của Hắc Nhai Trại, Úc Thanh Y đã đính hôn với sư đệ đồng môn vào tháng thứ 2 sau khi Hắc Nhai Trại đề thân. Nhưng Úc Thanh Y chưa kịp đợi đến ngày thành thân thì vị sư đệ đồng môn kia của nàng đã bị người ta giết chết. Chuyện này năm đó đã gây ra một chấn động không nhỏ trong giới giang hồ, rất nhiều người giang hồ đều nói vị hôn phu của Úc Thanh Y là do người của Hắc Nhai Trại giết, Thiên Thanh Kiếm Phái cũng nghi ngờ như vậy. Chỉ là Thiên Thanh Kiếm Phái mãi không tìm được chứng cứ, Hắc Nhai Trại cũng một mực không thừa nhận, thế là chuyện này cũng trở thành chuyện cũ. 5 năm trước, trưởng môn Thiên Thanh Kiếm Phái qua đời, truyền lại vị trí trưởng môn cho Úc Thanh Y, nhưng Vinh Thiên Quân vẫn không từ bỏ, nhiều lần tuyên bố ra bên ngoài, nguyện để tiểu nhi tử của mình cưới Úc Thanh Y làm vợ. Lúc đó, Úc Thanh Y đã 23 tuổi, còn tiểu nhi tử của hắn chỉ mới 16 tuổi. Úc Thanh Y đương nhiên sẽ không đồng ý với Vinh Thiên Quân, sau khi từ chối nhiều lần, Vinh Thiên Quân liền bắt đầu đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái, ý đồ ép Úc Thanh Y phải khuất phục. Những chuyện này Dịch Thiện đều biết, chỉ là hắn nhất thời không phản ứng kịp mà thôi. Trại chủ đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái như thế nào? Dịch Thiện hỏi. Hầu Tuấn nói, chúng ta vẫn luôn cướp mối làm ăn của Thiên Thanh Kiếm Phái, ở Châu An Nguyên. Sắc mặt Dịch Thiện trở nên khó coi. Hầu Tuấn gật đầu. Chết tiệt, chẳng lẽ trại chủ không biết Châu An Nguyên không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào sao? Dịch Thiện có chút tức giận mắng. Đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái, hắn không phản đối, nhưng đàn áp Thiên Thanh Kiếm Phái ở Châu An Nguyên thì đã chạm đến giới hạn của hắn. Châu An Nguyên có quá nhiều bí mật, là những bí mật mà bọn họ tuyệt đối không được để lộ. Nhưng Vinh Thiên Quân lại gây chuyện ở Châu An Nguyên, lỡ như để Thiên Thanh Kiếm Phái phát hiện ra điều gì thì rất có thể sẽ khiến toàn bộ Hắc Nhai Trại rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này Dịch Thiện còn chưa biết bọn họ đã bị Bí Vũ Vệ để mắt tới, nếu không hắn chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Hầu Tuấn im lặng không nói, chuyện này hắn không có quyền lên tiếng, Vinh Thiên Quân là một người vô cùng bá đạo, quyết định của hắn, ngoài Dịch Thiện ra, những người khác căn bản không khuyên nhủ được. Dịch Thiện thấy hắn không nói gì, một mình tức giận cũng chẳng có ý nghĩa, bèn dần dần bình tĩnh lại. Lý Hách có nói người ra tay cuối cùng là ai không? Dịch Thiện nghĩ đến người đã cứu Úc Thanh Y lúc cuối, liền hỏi. Lý Hách đại nhân không rõ người đó là ai, người đó chỉ rải một nắm tiền đồng, căn bản không ra chiêu. Hầu Tuấn nói. Thủ bị quan sảnh thì sao? Có động tĩnh gì không? Không có, cho đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Dịch Thiện hơi thở phào nhẹ nhõm, tìm ra Úc Thanh Y và người bí ẩn kia, ngoài ra theo dõi chặt thủ bị quan sảnh, chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến những chuyện khác, so với Thiên Thanh Kiếm Phái thì Dương Chính Sơn, vị thủ bị này hiển nhiên quan trọng hơn nhiều. Việc cấp bách nhất hiện tại, hắn phải kéo Dương Chính Sơn về phe mình trước, nếu không ở Châu Thành An Nguyên này, bọn họ làm gì cũng sẽ bị trói tay trói chân. Dương Chính Sơn đợi cả một đêm, đến gần sáng, Úc Thanh Y mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, Úc Thanh Y đầy vẻ mơ hồ và nghi hoặc, nàng nhìn căn phòng xa lạ, ngẩn người một lúc, mới đột nhiên tỉnh ngộ, lật người ngồi dậy khỏi hỏa kháng, cảnh giác nhìn xung quanh. Đừng căng thẳng, nơi này rất an toàn. Ngay lúc này, giọng nói của Dương Chính Sơn từ đầu bên kia hỏa kháng truyền đến. Úc Thanh Y cảnh giác nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Dương Chính Sơn mặc một chiếc áo dài màu xanh dựa vào tường hỏa giả vờ ngủ. Là ngươi. Úc Thanh Y lập tức nhận ra Dương Chính Sơn, dù sao trước đó nàng đã tra xét thân phận của Dương Chính Sơn, ấn tượng của nàng về Dương Chính Sơn sâu sắc hơn nhiều so với ấn tượng của Dương Chính Sơn về nàng. Đây là đâu? Úc Thanh Y tiếp tục hỏi. Phòng ngủ của ta. Dương Chính Sơn mở mắt, nói. Phòng ngủ của ngươi. Úc Thanh Y đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, đây là thủ bị nha môn. Dương Chính Sơn nhướng mày, ngươi biết ta là ai ư? Hắn chỉ nói đây là phòng ngủ, đối phương lại có thể biết đây là thủ bị nha môn, hiển nhiên đối phương biết thân phận của hắn. Úc Thanh Y rơi vào im lặng, Dương Chính Sơn cũng không vội, yên lặng chờ nàng phản ứng. Lúc này trong đầu Úc Thanh Y là một mớ hỗn loạn. Nàng chặn giết Hầu Tuấn nhưng lại dẫn dụ đến một võ giả mạnh mẽ, sau đó nàng bị thương lại được người cứu đi, tiếp theo nàng hôn mê, cuối cùng nàng xuất hiện ở đây. Rốt cuộc, nàng cũng sắp xếp lại được đầu đuôi sự việc nhưng đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi, có chút hoảng loạn nhìn quần áo của mình. Ngươi là tên vô liêm sĩ. Dương Chính Sơn ngẩn người, sao ta lại thành tên vô liêm sĩ rồi, ý ngươi là gì, ngươi đã nhìn thân thể của ta. Úc Thanh Y nhìn vết thương được băng bó trên người. Chết tiệt, ngươi đừng có vu khống bản quan, cẩn thận bản quan cáo ngươi tội vu khống. Dương Chính Sơn cũng nóng nảy. Đây là sự vu khống trắng trợn. Hắn đúng là đã giúp nữ nhân này băng bó vết thương nhưng vết thương đó hoặc là ở trên vai, hoặc là ở trên chân, căn bản không hề gần chỗ quan trọng, đây làm sao tính là nhìn thân thể của nàng. Ngươi! Úc Thanh Y chỉ vào vai mình. Băng bó tự nhiên phải cởi bỏ vải rách, Dương Chính Sơn không hề cởi quần áo của nàng, chỉ xé một phần nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ lộ ra vai mà thôi. Nhưng trong mắt Úc Thanh Y, Dương Chính Sơn chính là đã nhìn thân thể của nàng. Ngươi làm nhục sự trong sạch của ta. Úc Thanh Y đầy bụng tức giận, căn bản không nghĩ đến việc Dương Chính Sơn đã cứu nàng. Dương Chính Sơn có chút đau đầu, hình như hắn đã bỏ qua phong tục nơi đây. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nam nữ xa lại đứng nói chuyện với nhau vài câu, cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, huống chi là nam nữ ở chung một phòng, còn băng bó vết thương. Có câu nói nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, điểm này cũng không sai. Người giang hồ quả thực phải phóng khoáng hơn một chút nhưng cũng phải xem đối tượng là ai, hiển nhiên nữ nhân trước mắt là một nữ nhân bảo thủ. Chuyện này nghe có vẻ khó tin nhưng lại phù hợp với phong tục nơi đây. Chỉ ôm một cái cũng coi như là ước định chung thân, mà hắn không những ôm nữ nhân này, còn nhìn thấy vai và đùi của nữ nhân này. Chết tiệt! Lão tử nhưng một chút hời cũng không chiếm được. Nghĩ đến đây, Dương Chính Sơn có chút chột dạ. Trước đó hắn thật sự không có những ý nghĩ lung tung đó nhưng băng bó vết thương thế nào cũng phải va chạm chứ. Khụ khụ, Úc Thanh Y mặt lạnh nhìn Dương Chính Sơn, trong mắt tràn đầy sát khí. Còn Dương Chính Sơn thì nhíu mày, nữ nhân này hình như không hiểu rõ tình hình. Xoẹt, trường thương chỉ thẳng vào Úc Thanh Y, Dương Chính Sơn trầm giọng nói, ngươi không hiểu rõ một chuyện, bây giờ ngươi là tù nhân, hắn cứu nữ nhân này không phải vì lòng tốt, mục đích của hắn là muốn làm rõ thân phận của nữ nhân này. Nguyên nhân nàng chặn giết Hầu Tuấn và nữ nhân này có biết gì không? Phải biết rằng nữ nhân này suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch của hắn, thật sự cho rằng hắn xuất phát từ lòng tốt mà cứu nàng ư? Nhìn mũi thương sắc bén, đồng tử trong mắt Úc Thanh Y đột nhiên co lại, tư duy rốt cuộc cũng thoát khỏi sự hỗn loạn. Nàng không phải là một nữ nhân không có đầu óc, vừa rồi nàng là vì vừa mới tỉnh lại, độc tố trong cơ thể chưa hoàn toàn giải trừ, lại thêm việc đột nhiên xuất hiện ở một hoàn cảnh mới, tư duy căn bản không phản ứng kịp, không hiểu rõ tình hình. Bây giờ nhìn mũi thương gần trong gang tấc, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo lại. Dương Chính Sơn là quan, còn nàng là một võ giả giang hồ. Hai bên tuy không phải là đối lập tự nhiên nhưng cũng không phải là cùng một phe, quan trọng hơn là trước đó nàng đã nhìn thấy Hầu Tuấn đi ra từ thủ bị quan sảnh. Ta! Úc Thanh Y sắc mặt cứng đờ nhưng nàng rất nhanh đã phản ứng lại, đứng dậy hướng về phía Dương Chính Sơn bái lạy, dân phụ Úc Thanh Y bái kiến thủ bị đại nhân, Úc Thanh Y. Dương Chính Sơn nhìn nữ nhân này, trong lòng lại lẩm bẩm. Dân phụ, có chồng rồi, tội lỗi, nếu như bị trượng phu của người ta biết được, có phải sẽ tìm đến cửa không? Không đúng. Ta cũng không có cắm sừng cho người ta, dựa vào đâu mà tìm ta. Huống chi, nữ nhân này bây giờ là tù nhân của hắn, có thả đi hay không còn là chuyện khác. Ngươi là ai? Dương Chính Sơn trong lòng nghĩ lung tung nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi. Dân phụ là trưởng môn của Thiên Thanh Kiếm Phái. Úc Thanh Y nói. Thiên Thanh Kiếm Phái, Dương Chính Sơn đã nghe qua cái tên này, mặc dù hắn chưa từng lăn lộn giang hồ nhưng cũng biết những môn phái giang hồ tương đối mạnh ở khu vực Liêu Đông. Đương nhiên, hắn chỉ biết cái tên này, còn về việc môn phái này có bao nhiêu người, thực lực mạnh đến đâu thì hắn không hiểu rõ lắm. Vì sao phải chặn giết Hầu Tuấn, môn phái của ta với Hắc Nhai Trại có chút ân oán. Úc Thanh Y không nói quá chi tiết, loại chuyện này cũng không cần nói quá chi tiết. Tranh đấu giang hồ thường chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Đôi khi chỉ vì ngươi nhìn ta không vừa mắt, hai bên đã đánh nhau một trận, nếu vì vậy mà có người bị thương vong thì ân oán đã kết thành. Sau đó đánh đứa nhỏ, đến đứa lớn, đánh đứa lớn, lại đến đứa già hơn, vốn chỉ là lời qua tiếng lại, cuối cùng có thể biến thành cuộc chiến sống mái với nhau của hai môn phái. Hiệp khách dùng võ phạm pháp, trong số các võ giả giang hồ có không ít người có tật xấu coi thường triều đình, coi thường luật pháp. Cho nên rất nhiều võ giả giang hồ khi gặp quan lại, sẽ tự động đặt mình vào vai kẻ trộm, đối mặt với quan lại luôn có cảm giác chột dạ. Ngươi đã theo dõi Hầu Tuấn từ đầu đến cuối, đúng vậy, bắt đầu theo dõi từ đâu, một tiểu viện ở Tây Thành. Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, xem ra Úc Thanh Y này đã sớm tìm được sào huyệt của Hắc Nhai Trại, rắn có đường đi của rắn, chuột có đường đi của chuột, võ giả giang hồ cũng có phong cách và phương pháp hành sự riêng, đôi khi phương pháp của họ còn hữu dụng hơn cả thủ bị quan sảnh. Võ giả song đao xuất hiện cuối cùng là ai? Dương Chính Sơn tiếp tục hỏi. Dân phụ cũng không biết. Úc Thanh Y đáp. Nàng thật sự không biết, nếu biết thì nàng đã không lỗ mãng đi chặn giết Hầu Tuấn rồi. Dương Chính Sơn cau mày, nữ nhân này cái gì cũng không biết, chỉ là có ân oán với Hắc Nhai Trại mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Chính Sơn thu hồi trường thương. Vấn đề bây giờ là phải xử lý nữ nhân này như thế nào? Giết. Có vẻ hơi tàn nhẫn, thả. Cũng không ổn, lỡ như nữ nhân này nói ra chuyện đêm qua, có thể khiến Hắc Nhai Trại cảnh giác. Giam lại trước đã, không thể giam ở tiền nha người đông miệng tạp, nếu truyền ra ngoài, Hắc Nhai Trại cũng có khả năng phát hiện. Vốn dĩ Thiên Thanh Kiếm Phái không hề có liên quan gì đến thủ bị quan sảnh, nhưng nếu Hắc Nhai Trại biết Úc Thanh Y bị giam ở thủ bị quan sảnh thì có thể đoán được người cứu Úc Thanh Y đêm qua có liên quan đến thủ bị quan sảnh. Dương Chính Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giữ nữ nhân này lại đây thì hơn, ngoài người nhà họ Dương ra, người ngoài căn bản không thể đến đây, giữ nữ nhân này lại đây, có thể tránh được mọi nguy cơ bại lộ. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ được ở đây, không có lệnh của bản quan thì không được rời đi, nếu bản quan phát hiện ngươi mất tích, bản quan sẽ đi tìm Thiên Thanh Kiếm Phái tính sổ, chạy được hòa thượng, chạy không thoát miếu. Úc Thanh Y có chút do dự, nàng ngẩng đầu nhìn Dương Chính Sơn, dân phụ có thể viết thư cho bà vú bên cạnh không? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.